Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới Một La Mã đặt vấn đề Một Tính đến tháng 10 năm 2002, Việt Nam có 47 tổ chức hữu nghị song phương và đa phương với các nước khác. Tính đến tháng 3 năm 2003, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 167 quốc gia, đã trao đổi cơ quan đại diện ngoại giao với 61 quốc gia trên thế giới. Theo số liệu của Bộ Ngoại giao năm 2003, hai phần quan sát ảnh trong sách giáo khoa gợi ý a quan sát ảnh và đọc các thông tin sự kiện trên em có suy nghĩ gì về tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước khác b quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của mỗi nước và của toàn nhân loại hai la mã nội dung bài học một tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác, ví dụ như quan hệ Việt-Lào, quan hệ Việt Nam-Cuba, vân vân. 2. Quan hệ hữu nghị tạo cơ hội và điều kiện để các nước, các dân tộc cùng hợp tác phát triển về nhiều mặt, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, kỹ thuật, vân vân và tạo sự hiểu biết lẫn nhau, tránh gây mâu thuẫn căng thẳng dẫn đến nguy cơ chiến tranh. 3. Đảng và nhà nước ta luôn thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị với các dân tộc, các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới. Chính quan hệ hữu nghị đó đã làm cho thế giới hiểu rõ hơn về đất nước, con người, công cuộc đổi mới của Việt Nam, về đường lối chính sách của đảng và nhà nước ta. Từ đó chúng ta tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ và hợp tác ngày càng rộng rãi của thế giới đối với Việt Nam. 4. Là công dân Việt Nam, chúng ta có trách nhiệm phải thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với bạn bè và người nước ngoài bằng thái độ, cử chỉ, việc làm và sự tôn trọng thân thiện trong cuộc sống hàng ngày. Tư liệu tham khảo Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Mở rộng quan hệ nhiều mặt song phương với các nước và vùng lãnh thổ, các trung tâm chính trị, kinh tế quốc tế lớn, các tổ chức quốc tế và khu vực theo các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, bình đẳng và cùng có lợi, giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng thương lượng hòa bình, làm thất bại mọi âm mưu và hành động gây sức ép, áp đặt và cường quyền. Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 9, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 2001, trang 119-120 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam thực hiện chính sách hòa bình hữu nghị mở rộng giao lưu và hợp tác với tất cả các nước trên thế giới không phân biệt chế độ chính trị và xã hội khác nhau trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau bình đẳng và các bên cùng có lợi tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và quan hệ hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa và các nước láng giềng tích cực ủng hộ và góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Điều 14 của Hiến pháp năm 1992 Ba La Mã bài tập 1. Hãy nêu một số việc làm thể hiện tình hữu nghị với bạn bè và người nước ngoài trong cuộc sống hàng ngày. 2. Em sẽ làm gì trong các tình huống dưới đây? Vì sao? A. Bạn em có thái độ thiếu lịch sự với người nước ngoài. B. Trường em tổ chức giao lưu với học sinh nước ngoài. 3. Hãy sưu tầm các tranh ảnh, bài báo, băng hình về những hoạt động thể hiện tình hữu nghị của nhân dân ta với nhân dân các nước khác và chia sẻ những thông tin đã sưu tầm được với các bạn trong tổ, trong lớp. 4. Em hãy cùng các bạn trong lớp, trong nhóm lập kế hoạch hoạt động thể hiện tình hữu nghị với thiếu nhi các trường khác, các địa phương khác, nước khác và hành động theo kế hoạch đã lập ra.